Một trong những giải pháp mà Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất là xây dựng các hồ chứa nhỏ tại mỗi gia đình, mục đích là phân tán diện tích chứa nước ra thành nhiều hồ nhỏ nằm rải rác ở trong các khu đô thị, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ quan, công viên và cả trong các khu vực dân cư. Và đây là giải pháp theo trung tâm là đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng và đem lại hiệu quả như là tại Đức, tại Canada, thậm chí là tại Hà Lan. Tuy nhiên thì nhiều người lo ngại là nếu áp dụng rộng rãi tại Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ khó thực hiện. Từ 3 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Mười, ngụ tại đường Đồng Đen, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn phải chịu cảnh ngập lụt kéo dài vì mưa lớn. Thế nhưng, khi nghe nói đến việc xây dựng hồ ngay dưới nền nhà hoặc trên mái nhà để chứa nước mưa, chống ngập, bà hoàn toàn ủng hộ vì một lý do đơn giản, sợ ngập. Cái đó là cô ủng hộ để cho mà xây, để cho nó thứ nhất là nó văn minh, nó sạch sẽ, lịch sự của thành phố. Thứ hai nữa là nó không bị ô nhiễm môi trường. Phía trên mái nhà, gia đình bà đã đặt 4 bồn chứa loại 1.000 lít để chứa nước mưa. Đây cũng là nguồn nước sinh hoạt chính trong nhiều năm qua. Theo các nhà khoa học, đây là giải pháp tốt, đã được đề xuất từ lâu nhằm giảm áp lực tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn. Thì theo tôi, đấy là những cái biện pháp rất là tốt, hữu hiệu để giảm năng lực tiêu, giảm cái đầu tư công trình, cái hệ thống thoát nước, hệ thống bơm cho mỗi hộ gia đình. Cái nước đó lại dùng cho sinh hoạt hoặc để tưới cho cây trồng, thì tưới cho cái cây cảnh ấy thì tạo như thế thì cũng giảm cho vấn đề cấp nước của thành phố. Theo thiết kế, mỗi gia đình có diện tích rộng khoảng hơn 100 m² thì sẽ làm bể ngầm chứa khoảng 2 m³. Với số lượng 1,5 triệu hộ dân như hiện nay thì con số nước tích trữ tạm thời lên đến khoảng 3 triệu m³. Nếu trường hợp mà nó cái hệ thống nó không thể đáp ứng được cái hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta phải dùng các hệ thống mềm hơn, đó là sự tham gia người dân. Đơn giản là tất cả các nhà dân có thể là có bể thu nước mưa. Tất cả các công trình quy lớn khi xây dựng đều phải được yêu cầu là làm bể ngầm chứa nước mưa. Ở Hà Lan, một cái đất nước mà có lẽ số 1 thế giới về vấn đề thoát nước, họ đưa chính sách là khuyến khích người dân xây bể bơi trên mái nhà. Tôi chỉ một cái ví dụ như vậy. Và như vậy là nước mưa được chứa tạm ở đấy trong khi mà những cơn mưa rất lớn xảy ra. Và đó là cái mà tôi nghĩ là mô hình mà thành phố phải tính tới. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng xây dựng hồ, bể chứa chỉ nên áp dụng với những nhà xây mới, có diện tích lớn, chứ không nên áp dụng đại trà vì chi phí phát sinh sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, những công trình đã xây dựng kiên cố, những công trình nhà ở chật hẹp thì cũng khó triển khai. Phải tùy thuộc vào cái năng lực, năng lực tài chính của từng gia đình. Thì vì chúng ta làm thêm những cái bể chứa nước như vậy thì nó sẽ làm tăng cái kinh phí đầu tư của một cái nhà. Nhưng theo tôi thì cái này chỉ những hộ gia đình mà có kinh phí khả năng. Chứ nếu chúng ta áp dụng đại trà đối với gia đình mà từ trung lưu trở xuống thì vấn đề này cũng tương đối khó khăn. Một giải pháp mới với kỳ vọng mang lại hiệu quả chống ngập. Khi người dân cùng tham gia, chắc chắn sẽ được hỗ trợ. Nhưng biết bao nhiêu cho đủ khi chi phí đầu tư xây dựng ban đầu mà còn vấn đề vận hành, bảo dưỡng. Thậm chí, nhiều người cũng lo việc xây dựng các hồ chứa nước mưa trên mái nhà hay các bể ngầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện kỹ lưỡng nếu không muốn phát sinh vấn đề lăng quăng, muỗi gây bệnh và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.